điểm này cho cả nhà mình tham quan đường phố của nơi mình ở nha cả nhà. Hai bên đường là họ trồng cây xanh ha, và họ trồng rau củ rất là nhiều. Trời đẹp lắm cả nhà ơi, hôm nay mây trong xe luôn, trong danh luôn, xanh luôn cả nhà. Đây họ trồng bắp này cả nhà, đây đó cả nhà thấy không, bên đây là họ cái đồng họ trồng bắp đó cả nhà ơi. John is not cool. Is it ahead?
lên trên lầu này nha, nhà bạn của ông hàng xóm nha. Đó, thì mình sẽ đi lên trên lầu này đây. Bây giờ cả nhà cùng mình đi nha. Nhi sẽ quay cho cả nhà mình xem từ trên cao ha, của ngôi nhà của bạn Nhi ha. Đây đó, ôi đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Đây, rất là đẹp luôn ha, rất là xinh luôn. Hôm nay trời nắng đẹp lắm cả nhà ơi, và có gió nữa. Ra đây Nhi quay thôi, nó bị ồn, cả nhà thông cảm nha cả nhà. Đẹp quá trời cả nhà. Ôi, oh my god, đây là không gian ngồi hóng nắng nha cả nhà ơi, tắm nắng nha. Đây là không gian ngồi tắm nắng nha cả nhà, đẹp quá. Nhi thích cái không gian nhà không cần rộng lắm như vậy là cũng được rồi cả nhà ơi, nhưng mà hả, mình được thoải mái riêng tư của mình ở cả nhà, đẹp quá trời luôn. Ở đây là không gian ở dưới nè, đó, không gian ở dưới đó. Ở này không gian dưới nhà ha cả nhà, ở dưới đất ha, đó, có những cây xanh ha, những cây xanh gió thổi ha, đung đưa đung đưa, rất là đẹp. Hơi có ồn chút xíu nha cả nhà ơi, tại vì mình ở trên cao á, rồi cái gió thổi rồi thêm xe chạy nữa cả nhà. Chứ phần mình ở gần cái cối, cái gì tự nhiên quên mất tiêu rồi, cái có xe gió, gió thổi đung đưa ngọn cây nhìn đẹp ha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay mình rất là ngưỡng mộ luôn cả nhà, khi mình đi chơi thì mình có thể quay và cho cả nhà mình xem tham khảo cái trang phục này nghe cả nhà. Trang phục này rất là đẹp luôn, không ngờ vị khách này đó là một cái chỗ cơ sở để chuyên sản xuất và thiết kế mẫu đầm và những cái mẫu trang phục rất là xinh nghe cả nhà. Đây cả nhà thấy gì không, phía sau Nhi nè, trời ơi cái áo đầm, ôi cái trang phục Nhi thích quá trời luôn cả nhà ơi. Hôm nay Nhi đi chơi nhưng mà Nhi đi đến những cái chỗ này là cái chỗ thiết kế trang phục nha cả nhà, rất là phù hợp cho Nhi nha. Bây giờ Nhi sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình xem cái trang phục này nha cả nhà ơi. Nhi sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem cái trang phục này nha. Ôi cái trang phục này đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Đây đó, Nhi thích lắm. Nhi sẽ về nhà, Nhi sẽ thiết kế cái trang phục này cho cả nhà mình xem liền luôn. Đây Nhi sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình xem nha. Dạ. Dạ. Đây ha cả nhà, cái chiếc đầm này ha là thiết kế là tay thường thôi nha cả nhà, nhưng mà nhìn rất là xinh ha, giải bằng da nha cả nhà ơi. Đây ha, giải bằng da đẹp lắm. Còn ở đây họ mai thiết kế để cúp nè cả nhà ơi. Ở đây là cổ tròn ha, đây họ phối cái khăn ha. Ôi cái khăn đẹp lắm cả nhà. Và họ phối cái sợi dây chuyền này ha, ôi nhìn đẹp quá luôn. Đây Nhi sẽ dán cho cả nhà mình xem ha, đây là họ mai cổ tròn nha. Đó, cửa tròn. Và ở đây họ có mai để cúp nha cả nhà ơi. Đẹp lắm, đẹp lắm luôn. Trang phục này quá trời xinh luôn cả nhà ơi. Và ở dưới đây họ có mai để cúp ha. Và đây là những cái phụ kiện nha cả nhà. Đây, đây là những cái phụ kiện họ phối ha. Đây là dây ha, phụ kiện ha, rất là đẹp luôn ha cả nhà. Đó, đây họ có mai để cúp nha. Đẹp lắm luôn, để cúp ha. Ở đây là họ mai ngắn ha, áo đầm ngắn nha cả nhà, trên đầu gối ha, trên đầu gối nhìn rất là xinh luôn ha, nhìn rất là xinh luôn ha cả nhà. Cả nhà nhìn cái phơm dáng của chiếc đầm nè, trời ơi sao mà Nhi hôm nay là Nhi đi chơi, nhưng mà đi chủ yếu mục tiêu của Nhi là về trang phục ngay cả nhà. Đó, chủ yếu là trang phục nha. À,
xíu nữa ha. Trời không ngờ Nhi cái eo Nhi nó nhỏ hơn Mana Canh đấy trời. Nhi tập yoga cả nhà, xinh quá. Đẹp lắm luôn ha cả nhà ơi ha, xinh quá trời xinh luôn. Xa cả nhà. Thì do Nhi quay ở đây là Nha Trang nhà của khách luôn, cho nên là Nhi không có được sải bước giống như ở nhà Nhi ha. Thì Nhi chỉ quay sơ cho cả nhà mình xem cái form dáng của chiếc đầm thôi nha cả nhà, chứ Nhi không có đi được nhiều như ở nhà mình nha. Đó, đây ha, bên hông hay cả nhà. Đó, đẹp quá. Xinh quá. Xinh lắm luôn. Thôi vậy thôi, Nhi xin kết thúc video để cả nhà xem. Nhớ cho Nhi xin một like, một đăng ký, một chia sẻ với cả nhà. Bye bye.